Có một cái là ma quỷ nó hăm dọa Phật Thích Ca 2500 mấy năm sau, cho con cháu nó xuống mặt áo vàng, nó quậy nát cái đạo thì nhiều quá. Một mình cái áo đen nói chuyện đâu có lại bằng mấy nghìn cái áo vàng. Mà quý vị đi pháp hội áo vàng, quý vị ra rồi cũng vài ngày quý vị cũng quên mà cũng chưa học được cái gì. Còn chuyện này nói vung vơ, nói không chủ ý, nhưng mà nói lời thật, lời thiệt, lời từ tâm, lời từ các chi vị gửi xuống nói. Thì trong đó 1000 chữ, chỉ cần chữ thôi, quý vị cũng giàu nữa, cũng có ích lợi nữa. Nếu mà 2-3 năm trước, 2-3 tháng trước thôi, cái chuyến đi Houston kia rồi, 3 tháng trước, chuyện đi về Cali lại mấy vị báo liền, con phải cho ta biết cách thành tiền giấy rồi đó con, giấy, Bitcoin cách thành tiền ảo, để mà có ai nghe mình không? Mà hôm nay xảy ra cái gì? Đi chang luôn. Việt Nam giờ là tiền giấy thiệt á, bỏ nhà băng đâu có rút được. Vàng đưa tờ giấy kia, người ta đưa vàng ra đổi tờ giấy thành tiền giấy. Thì thiên cơ quý vị nói vậy là quá nhiều rồi, mình phải chi cứu thêm. Quý vị nói một lời của thánh nhân nói một lời, mình phải suy nghĩ cho 100 ý, chứ không phải ta nói cái là nó phải xảy ra giống như là 1+1=2, nó đâu phải như vậy. Giống như nói là sẽ có nạn chết đói, chế độ độc tài của thế giới và những gọi là ác thần á, sẽ đi vào ngõ cụt. Từ từ mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt hết. Và lúc đó thiện thần sẽ hiện lên. Rồi phụ kiệt và đức thầy sẽ hiện lên. Chứ giờ ổng mà hiện lên ở tới nó lấy hai súng mặt cả kẹo ổng đi sao? Thì còn bước vô Việt Nam giờ là cũng xong luôn. Cho nên cơ vận á cũng còn chút xíu. Còn nếu không á, nếu thêm hai chuyện này mà không xảy ra, Việt mới trốn đào đất, trốn cái gì. Giờ chúng 95% còn phần còn lại đứa thầy đứa này không mà ngại đứa thiện nó còn trốn nha. Bữa hổm cái vụ lùm xùm kia là bị sư phụ la rồi đó. Vụ mà cuốn thư Xuân Hạ đắc tuần thư đó, ông giải thích cho người ta nghe cho rõ. Cái mà mình đang lo, những cái ác sẽ bị vào quá khứ, thì những ngôi chùa giả hay là hoàn hảo giả hay là cao đài giả, không biết những cái nơi đó sau này sẽ làm cái gì. Những người thiệt sẽ take over, chứ bây giờ lẫn lộn hết. Cái đầu não còn ở bên kia thì bên đây vẫn hoạt động, vẫn chống phá cộng đồng, vẫn làm nát cộng đồng Houston này. Ở đây giống như là hủ tương, đồ hủ, không có đoàn kết. Bắc Cali cũng bị bệnh phải, không có đoàn kết. Nam Cali cũng không có đoàn kết. Đó là chủ ý. Lâu lâu Đàm Vĩnh Hưng qua hót hát hò cũng đi chửi người ta, nó là thằng nhóc thì cho nó ca cho đã đi, chửi để đánh vang tiếng động lên, lấy động chế tình. Đó là cái chiêu trò mấy chục năm nay quen rồi. Thời đại của những người mong mỏi, những người chúng ta, những người hiền ngồi ở đây hiểu về tâm linh, hiểu về Phật pháp, thì chúng ta chỉ cần nhẫn nại và mỗi ngày muốn vượt qua cái thời gian khó khăn này, thấy nó lâu nhưng mà nó không có lâu, mình chỉ ngồi tĩnh tâm, ngồi thiền đọc kinh, rồi từ từ mình sẽ thấy những gì Kiệt nói nó hiện lên hết. Mỗi ngày bây
vị kêu con phải lên nói chuyện, tại vì nhiều người, tuy mình ngồi ở đây không có đông người, nhưng mà cái phim bỏ vô trên mạng á, cả hàng mấy chục triệu người coi, để họ có cái đường hướng, để họ không có hoang mang và họ hiểu được, thì họ có cái đường hầm ánh sáng sẽ sắp hé mở ra. Nên chị cũng phải gán đi chỗ này chỗ đó, nhưng mà nhiều lúc á, từng rồi mấy hồi lễ Thanksgiving á, tính tới đây sao vậy chó, cái mình không biết, trên kêu không đi thì mình không đi, chứ không phải là mình lên chương trình rồi đổi ý đâu. Mình nói mình ai chưa ăn sáng cứ tự nhiên cứ lấy đồ ăn ăn đi, chứ ngồi chỉnh trọng quá thấy cũng khớp á. Chắc mình cũng chưa ăn gì hết trơn cũng đây. Giờ thức dậy chạy tới đây lấy đồ ăn tự nhiên đi. Đóng bước cái cửa. Xăng với tiền tập trận hôm mấy năm nay tốn biết bao nhiêu cả, lấy cái tiền đó về cứu thế giới dư sức luôn, uổng dễ sợ ha. Đó là do cái ngã của nhân loại. Sau thời đại này, những thời đại về sau, người ta học cái bài học này, không có cần thiết mà làm cái chuyện dư thừa này mà tốn tiền tốn của, lo sức khỏe, lo trái đất không còn bị ô nhiễm, lo bệnh tật, rồi lo con người sau này sẽ tăng tuổi thọ nhiều. Tại những cái thế hệ sau con cháu mình á, nó không có như kiểu mình giờ, ngày nào mình cũng sống bấp bênh, lệ thuộc vào những cái sự nóng lạnh của những người hung dữ lãnh đạo trên thế giới. Thế này mình không còn cái đó nữa. Khi mà họ đã không hiểu rồi, bao nhiêu chuyện thiên cơ, bao nhiêu chuyện tâm linh, Đức Chúa Trời của họ lúc nào cũng đứng sau lưng trên đầu họ ba tấc, và cha là người quyết định mọi thứ của cái trái đất mình. Sau này khi họ hiểu, họ không còn dám hung hăng lẫn nhau nữa. Nên nhiều quá mà. Thì có thiên mệnh xuống thế gian để mà xuất hiện những giờ chót.
để đưa những người hữu duyên, con của Thượng Đế mang hội thiên, mang dấu thiên tâm này để giờ chót được vào cho mình sống á, cũng có những giây phút an lạc. Đến ngày mà rời khỏi xác phàm, khi cái thần hồn có ra đi á, cũng vẫn là con của ông trời, cha cũng sẽ rước về. Thì hôm nay nhiệm vụ của Kiệt đã loan truyền cái dấu hiệu thiên tâm cho cha, do mẹ và do đức thầy làm ra cái này. Kiệt chỉ là người truyền tin và thông báo lại thôi nha quý vị. Kiệt cũng đeo như quý vị thôi đó, cái dấu này. Hôm nay khắp tất cả các miền đất nước của nước Việt rất là đông, nhiều người hiểu được. Cái dấu hiệu này thì nói lại, hôm nay có duyên với Houston, mình không phải mình quảng cáo, mình giao duyên cái thiên tâm một cách rất là tự nhiên, không có bài bản, cũng không có chủ trương và ban bệ để mà quảng cáo gì hết. Nếu mà cái cố tình quảng cáo này nó có ban bệ giống như kiểu mấy thầy vậy, có mấy chục ngàn người đi làm online rồi đi in hình như này kia, tất cả những cái này phát khởi từ cá nhân không nha. Trên online hay những cái công ty cơ sở mà ở Việt Nam làm ra mấy cái dấu này á, là hoàn toàn không có liên quan gì tới Kiệt hết. Kiệt chỉ có duy nhất một cái kênh YouTube thôi á, rồi làm ra những cái này cũng là cá nhân của mỗi tiệm vàng hay những công ty cơ sở gì ở bên Việt Nam họ làm dấu này, là cũng phát tâm từ cá nhân, là vì họ đã hiểu, họ đã ngộ được, họ đã biết được. Thì nó loan truyền rộng rất là lớn. Cái con số thật sự người đời mình không có biết được bao nhiêu người đã quy dưỡng Đông Bắc để mà về với cha trời mẹ đất, thì người ta không có biết. Có những người ta âm thầm lắm. Cả bên công giáo rất là đông tới ngày hôm nay, bên Phật giáo cả ni, tăng ni luôn, rồi Phật tử nữa. Nhưng mà vì ở đời gia vô với gia đình, với chùa, với thầy, cho nên họ rất là ngại, họ không có muốn đeo ở ngoài để mà sợ bị giống như quê vậy đó. Khoảng mấy chục triệu người chỉ có bề trên mới đếm được thôi, mà mình nghe con số đó và đồng thời mình coi thử ở bên nước Việt Nam từ nhà này tới nhà kia như thế nào, thì miền Nam là nhiều nhất. Hồi xưa miền Trung, miền Bắc cũng không có hiểu về ngũ đại truyền thừa từ thời Phật Thầy Tán, Sư Giải Bác Khoai, Phật Chùm, rồi Đức Bình Huống Sổ. Họ chỉ biết ngày là ở ngoài Bắc đó, người ta chỉ tin có ông Nguyễn Bỉnh Khiêm thôi, nhà tiên tri thôi, mà thật sự cùng một người hết. Sau này nhờ cái kênh của Kiệt nói thì bây giờ từ từ lan rộng ra tới ngoài Bắc, rất là đông người hiểu về Đức Bình Huống Sổ. Thì cái đạo của Đức Thầy đã lan rộng ra khắp cả miền đất nước rồi, ở ngoài nữa. Nó đi từ một nguồn gốc. Cái này nếu mà không có cha, không có mẹ ban cái này xuống, không có Đức Thầy dạy thì cũng không biết cái này là cái gì luôn á. Thế ngày hôm nay nhiều người ta chấp, người ta nói sao Đức Thầy lập đạo hảo rồi lại lập cái đạo này. Đạo này thật sự Đức Thầy cũng là người loan truyền và dạy lại cho Kiệt thôi. Người lập đích thân gia lập, Thượng Đế là người đích thân lập cái này cho khối Âu Châu, cho khối người Mỹ của mình hải ngoại, để sau này cái dấu thiên tâm nó loan rộng ở trên nước Mỹ, ngay chỗ mình đang ngồi nè, Houston nè, Texas, Cali, Virginia, Seattle đó, đi qua tới bên Anh, Mỹ, Pháp, Canada, đích thân gia lập,
mẹ. Mẹ là người ban xuống, cha là người lập ra, Đức Thầy là người dạy, Kiệt là người truyền tin. Đó là những cái hệ thống là như vậy. 100% Kiệt này thề, nếu Kiệt nói sai, Kiệt sẽ bị đọa địa ngục. Người nào phỉ báng, Kiệt chỉ xin được 3 lần. Người nào tiếp tục phỉ báng, Kiệt ở trên không có cho xin nữa. Người đó sẽ bị mấy vị chư Phật rất là buồn á, dùng chữ buồn thôi, không biết mấy vị làm gì á. Đức Thầy cũng rất là buồn á. Cha là người sáng lập đạo Thiên Tâm. Cái đạo mà lớn nhất của thế gian này đó là đạo Hồi giáo. Thì ông Mohammed ngày xưa ông nằm mơ thì ông lập ra là chiếm gần hết quả địa cầu này. Người thứ hai là con của Thượng Đế là Đức Chúa Giêsu lập ra cái đạo Công giáo. Hai cái đạo này chiếm hết quả địa cầu. Đạo Do Thái là nước Do Thái cũng là thờ Thượng Đế. Hồi giáo cũng Allah cũng Thượng Đế. Đạo Công giáo thờ Đức Chúa Trời cũng Thượng Đế. Bên Ấn Độ giáo họ có 1 tỷ mấy người, họ thờ Phạm Thiên cũng là Thượng Đế. Hôm nay Thượng Đế xuất hiện, và Thượng Đế này bắt tất cả con của Ngài 8 tỷ người trên quả địa cầu này phải học khó hơn. Đại đạo Phật là khó hơn, giống như là loại lính mà lính Navy SEAL vậy đó. Còn kia là lính bộ binh, lính hải quân rồi dễ rồi phải không? Học khó hơn để mà một kiếp thành người. 12 giới luật của Thiên Tâm cha đặt ra rất là khó. Đối với người đời chúng ta nhìn rất là khó, nhưng mà về trên chỉ mong mình giữ được nhân lễ nghĩa chí tính thôi. Rồi trái đất này đã thanh bình rồi. Rồi mỗi ngày á, cuộc sống của mình rất là bề bộn, bị stress, bị thiếu thốn tiền bạc, con cái hư không nghe lời, việc làm bị chủ không hiếp, bệnh nan y trong người, đau đớn. Đó là tất cả làm nghiệp của chúng ta, nó đi từ đời này sang đời nọ. Cha chỉ mong giới thứ 12 mỗi một ngày chúng ta phải ngồi thiền. Cách ngồi thiền Kiệt chỉ trên online đó, phải bắt ấn. Tại vì ma quỷ thời nay 7 triệu người, và ma quỷ mở cổng địa ngục, mà cổng trời xuống đang sống chúng ta nhiều lắm. Cho nên mình phải ngồi thiền, và cách Kiệt đã chỉ rồi. Ai không biết thì cứ lên online lấy xuống, Kiệt chỉ rất là rõ ràng cho đó. Thì mình sẽ có được cuộc sống rất là vững và hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe. Sau đó song song cuốn kinh cuốn kinh Thiên Tâm cũng đã ra đời. Ngày xưa người ta không có biết đọc kinh của mẹ, kinh Địa Mẫu là của mẹ. Cuốn điển mẹ viết xuống từ phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cổ, tỉnh Thiểm Tây, miếu cổ Ứng Linh, Thượng Tần Mẫu Ngự trên thiên gì đó. Thì nó ra đời từ thời vua Quang Tự của nhà Thanh khoảng 1000 năm về trước. Người Tàu á, tại sao người Tàu rất là khôn, người ta biết cha biết mẹ. Tại sao người Tàu bất cứ tỉnh thành nào của nước Việt họ cũng giàu hơn người Việt? Mình phải để cái câu hỏi, tại sao người Tàu cái gì á, thật sự người Tiều, người Quảng hay người Phúc Kiến đều là người Việt nha, trong cái nhánh của mình 100 bộ lạc. Nhưng mà tại sao họ biết? Là tự vì ngày xưa vua Thần Nông là lập ra 100 bộ lạc, rồi mình là một cái nhánh nhỏ Lạc Việt, Âu Việt chạy xuống tới nước Việt Nam sau này. Họ đều biết Thượng Đế hết. Tại sao qua tới nước mình cái thời nay mấy thầy không biết, Phật tử không biết? Mình bất hiếu với cha mẹ. Cha mẹ cho mình cái thánh khôn, cha mẹ cho mình cái chân thành, cha mẹ thương mình, cha mẹ dạy cho mình để đi về. Cha mẹ xuống thế gian mình mang cái phàm tạm vô thường, 100 năm nó rất là vô thường, để mình học những cái cực khổ, cái khó khăn, rồi những cái bị áp lực của cuộc sống, công ăn việc làm, con cái ái ố hỉ nộ,
rồi mình học để bỏ tham sân si là cái cuối cùng để được đi về. Nhưng cuối cùng hôm nay biết bao nhiêu Phật tử cứ tu hoài mà không có hiểu gì hết, cứ vô chùa là thầy cứ kêu con phải đi bố thí, con phải làm từ thiện, cứ thế mà vậy đó, không có cái gì gọi đạo Phật cốt lõi. Cuối cùng cha mẹ và chư Phật muốn mình có trí tuệ khôn, có chánh kiến, biết cái gì đúng cái gì sai, không có chấp theo màu sắc và âm thanh. Nhưng mà thời nay đa số các xà thầy dạy sai, chỉ là lời ngon, lời dịu hiền, những cái lời của Kiệt lúc cũng không có, thì qua đây rất là nhỏ, chữ nghĩa không có đủ để lên đây nói chuyện với cái gì, thì cái danh từ nó hơi thiếu hơn các thầy, để các thầy được có trường huấn luyện. Còn Kiệt này chỉ là điển thiên, tâm thật, lời thật, cho nên những cái danh từ nó không có suông, mà người đời thì thích nghe dịu ngọt suông, rồi màu vàng, rồi chói chói mắt, rồi thầy nói cái gì dạ dạ thưa thưa, thì người ta cứ thế mà cục cầu, tôi gọi là tu cà gù cà gặp. Kiệt không có vậy, thì muốn mọi người giống như Kiệt, bình đẳng với nhau, tất cả chúng ta đều giống nhau ngồi đây. Kiệt ăn xôi quý vị cũng ăn xôi, Kiệt có thể ăn đồ dư của mấy vị tôi cũng không có ngại nữa. Còn mấy thầy là phải ăn xong đồ dư á, con ăn nha con, thầy đồ của thầy ăn dư nè, con ăn có phước đúng không? Kiệt không bao giờ vậy. Mỗi lần Kiệt không ăn chung với quý vị thôi, chứ Kiệt không bao giờ làm vậy. Cha mẹ dạy chúng ta hôm nay, mọi người chúng ta tự đốt đuốc mà đi, tự tu tại gia trong cái thời buổi loạn lạc này, để mình không có mất thì giờ. Tại vì một ngày mà nếu mình ở nhà mình đọc kinh, mình ngồi thiền á, mình cũng không biết ngày mai mình bị dính Covid hay dính bệnh gì, hay là ngày mai á, chuyện gì xảy ra với trái đất này nữa. Thì cái buổi trước khi cái ngày mình cứ lo lắng năng lo phá hội này, phá thầy này thầy kia, chạy tới chạy lui, mình cứ lo không à. Nhưng mà mình không có lo cho cái dẹp bỏ cái tham sân si với sanh ra trí tuệ của mình, để mình thiền lại. Thì lỡ như mình có cái gì mình đi rồi làm sao? Cho nên 3 năm nay mình khuyên là đạo thiên tâm cha ban xuống, tự đốt đuốc đi, chứ không có ai tu giùm mình được, không có ai đi đà Phật mà thành Phật, không bao giờ có chuyện đó. Cái đó là gạt người đó, thì dám nói trên mạng, thầy nào dám đối chứng thì đối chứng, mà cái thầy đó phải có thần thông, nói chuyện được với Phật đi, thì cũng nói chuyện được với Phật nè, thì lúc đó đối chứng. Chứ còn cái thầy mà thầy ma đó, cái hào quang nó đen thui á, mà lên đây đối chứng thì cãi hoài cũng không thông nữa. Cho mẹ có dạy nữa, mình phải ngồi thiền, mình phải đọc kinh. Tại sao hôm nay trong cuốn kinh này có kinh Địa Mẫu nói về mẹ? Mẹ là mẹ của tất cả các vị Phật, cha là cha tất cả các vị Phật. Ngày xưa Phật là một cái process, một cái công thức, mà cha là người đầu tiên thành Phật, là độc giác Phật. Trong luật Phật ai thành Phật trước là huynh. Tại cái câu này Kiệt đã hỏi về trên hết rồi, thì Kiệt biết được cha với mẹ là lớn nhất. Tất cả các vị Phật đều phải mang thân người, khi đã mang thân người thì dĩ nhiên là con với cha mẹ rồi, mới thành Phật được. Mình phải nên nhớ cái căn bản đó. Còn khi ở những thầy thời nay, tại sao họ từ chối Di Lặc ra đời thời nay, tại sao họ từ chối cha, là gì? Nếu có cha có Phật Di Lặc. Bởi vì trong cái bài Kính Thiên thứ hai đó, là tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian, chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này để trừ ma,
Thì từ ngày khi mà Kiện ra đời, Kiện nói về Thiên Tâm, biết bao nhiêu người Phật tử phải bật ngửa. Thiên Tâm đi trung đạo, đạo Phật rất là khó, thầy nói rất là cao siêu, chúng ta khó hiểu lắm, mà có hiểu có làm cũng không nổi nữa. Thiên Tâm, nếu mà ăn chay trường được, đức thầy khuyên ăn chay trường, kêu Kiện ra nói với chị là sư phụ kêu mỗi người chúng ta ăn chay trường. Nhưng trong kinh Thiên Tâm nói nếu người Mỹ, người sau này mấy chùm khăn bên Trung Đông kêu họ ăn chay làm sao, họ theo Thiên Tâm được thì họ giữ tam tịnh nhục, đừng ăn mấy con chút nhích là được rồi, Costco là ok. Đâu phải ai cũng giống như chúng ta, mỗi người có căn cơ thấp và cao mà. Đó là khi Thiên Tâm ra đời tới ngày hôm nay có 36 tầng trời, có muôn trùng chư vị Phật, Bồ Tát, chư vị Thánh, chư vị Thần, gia hộ, cả cái tiệm neo mà ế, chỉ cần ra nói dân địa, con là họ Thiên, ông địa ông cũng có thể giúp chở mình được á. Rất là mầu nhiệm, một người bệnh ung thư trên giường mà quay về hướng Đông Bắc, mà ngồi không được, anh nằm trên giường quay về hướng, chỉ cần sám hối bằng cái tâm của mình thì giai giác của mình, các vị thần ngay chỗ đó ghi vô sổ, thêm một đứa con quay đầu thì sẽ được đi về nữa. Cho nên thời nay đó, đâu phải là phải đi vô chùa hay là bên công giáo, phải vô nhà thờ để mà làm lễ quy, phải có ông cha nữa, rồi phải có ông thầy cho pháp danh, mà bên mấy thầy cho là cho theo cái hệ phái của thầy đó, Diệu là đệ tử tôi, Quản là đệ tử của này nọ, không có. Kiệt là Thiên Tức Kiệt, Ngô Túc Kiệt, bây giờ Thiên Tức Kiệt quý vị là Thiên Cảnh Túc, cái gì mình cũng là anh em nhau hết, chung nhau hết. Ở trên trời thì có 12 anh em cũng là Thiên thôi, Thiên này Thiên kia, chỉ có một cái là người em cả, người em út khác nhau nhiều đó. Khi cuốn kinh Thiên Tâm ra đời, cha mẹ trong bài kính Thiên á, nó kêu là mình tu theo Di Đà Quán Âm, nghĩa là tu y chang thôi. Kinh Phật không có gì sai hết, Tam Tài Tạng Kinh không gì sai, chỉ có thời nay người làm sai, chứ Kinh Phật không có sai. Cho nên cha mẹ cứ yêu cứ thế mà tu, nhưng mà phải thay đổi cách tu thôi. Thì Thiên Tâm đi giữa trung đạo để độ những người ngoại quốc, những người Mỹ, óc vàng mắt xanh mũi lõa, rồi độ luôn, sau này độ luôn Phi Châu nữa, Nể nữa, rồi mấy chùm khăn Ả Rập nữa, sau đó mấy người Iran nó không có bắt con gái mà chùm đầu nữa, tại vì trong này mẹ nói là mọi người chúng ta là bình đẳng mà, không có cái gì mà bây giờ á nó đem cái cô gì là bữa hổm chùm khăn biểu tình cái đi giết người ta, rồi giờ ai nói cái chuyện lý do, nó nói là cha cãi lời của thượng đế giết, cha không có kêu chuyện đó, không bao giờ. Cho nên thế gian này á, họ cứ che chữ như kiểu luật sư vậy đó. Thì tới đây 3 năm trời chuẩn bị biết nhiều người xuyên tạc, nhưng mà tới ngày hôm nay quý vị thấy họ xiên, họ xéo, họ xỉa, họ lụi kiểu nào. Cha mẹ kêu Kiệt cứ vững lòng mà đi. Kiệt chỉ buồn là những người không có chi cứu sâu, không có tìm hiểu kỹ, rồi phê phán. Bởi vì thường mỗi lần lên mạng nói chuyện á, thì khuyên tất cả mọi người á, khi nghe Kiệt á, đừng có tin liền nhé, đừng có tin liền, nhưng mà phải ghi nhận rồi nghiên cứu. Tin liền mà mê tín rồi, đừng có tin liền. Hôm nay mà trên thế giới mà có một người nào mà giỏi về chữ nghĩa đó, cứ lập một cái ban nghe lời clip từ số 1 cho tới hôm nay là 188 không, thì coi những lời Kiệt nói, ngày đó tháng đó anh Kiệt nói kêu mọi người mua đồ ăn ngày đó,
thì bắt đầu ngày nào mà Costco ở Mỹ ai cũng dành đi mua đồ ăn, tức là thời Covid đó, trước khi Covid dịch đã lên báo động rồi. Rồi ngày nào xảy ra thường tiên tri mấy gì cho Kiệt biết, Kiệt quản hồn, Kiệt lên đài Kiệt nói, nhiều lúc có bữa cả tuần, có bữa hai tuần bận rộn là ba bốn tuần, nhưng mà đâu phải xảy ra liền giống như là tin tức đài CNN hay đài Trần Nhật Phong đâu. Nó phải cho thời gian 2 tháng 3 tháng, nhưng mà thời nay ấy, chúng ta đó lu bu lo công việc, lo income, lo thiếu thu nhập với việc nhất là Việt Nam. Mà nói bữa nay nghe rồi, nghe clip 87 chưa quên, cả 3 tháng sau mới xảy ra. Cái con người thì nói sao tôi nghe lời anh, tôi mua gạo, rồi bây giờ 3 tháng gạo nó móc, cái khi bị móc cái chán không có chịu để dành nữa. Hay là thật, khi mà tiên tri ta nói phải mình phải biết tích, ví dụ như 2 tháng gạo móc thì mình bán hay là mình cho, rồi mình mua tiếp, mình giữ lại. Chứ đâu phải vừa mua cái nó mình dự trữ cái gạo đó, cái là phải xài cái gạo đó. Mấy vị đâu có nói ngày nói giờ đâu, cả kiện mấy vị cũng đâu nói ngày nói giờ đâu. Nhưng mà thời nay tiên tri như vậy là mình đã quý quá rồi, đúng không? Mình biết chắc là cuối cùng rồi mình sẽ có cái hội hôm qua hay là ở miền Tây, nước Việt, hồi xưa, 100% luôn. Bây giờ ai muốn cá kiểu nào cũng được, kiện giáp cá, tất cả những vô thần sẽ sụp đổ cùng một lúc, đi hết. Độc tài, Iran hay là những cái nước mà gọi là ác, dùng chữ ác, cái thiện sẽ nổi lên hết. Đó là cơ trời là vậy đó.